triển lãm trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của nhiếp ảnh gia Trương Đại Dương và Nguyễn Việt Hùng, cũng như trình chiếu các đoạn phim ngắn, lồng ghép thông điệp về giảm thiểu rác thải nhựa. Triển lãm giúp người xem có cái nhìn tổng thể hơn về hiện trạng rác thải nhựa tại Việt Nam để cùng nỗ lực hành động vì môi trường. Chương trình đối tác hành động quốc gia về nhựa tại Việt Nam là một sáng kiến mà thông qua đấy chính phủ Việt Nam cùng với tất cả các đối tác mong muốn có thể kết nối các chủ thể đến từ các khu vực chính phủ, khu vực tư nhân cũng như là các viện nghiên cứu và các tổ chức chính trị xã hội và các NGO để có thể thúc đẩy tất cả những cái nỗ lực từ các bên làm như thế nào đấy chúng ta có thể đưa ra các cái giải pháp nó mang tính thiết thực và có những cái hành động cụ thể để giúp Việt Nam giải quyết những cái vấn đề về ô nhiễm nhựa. Tôi cũng nghĩ rằng đây là thời điểm để chúng ta giải quyết vấn đề này một cách có hệ thống hơn, cùng với một loạt các sáng kiến, các chương trình, dự án cấp quốc gia về chống rác thải nhựa. Chúng ta còn có mạng lưới kinh tế tuần hoàn. Tôi cũng được biết rằng có rất nhiều sáng kiến từ những người dân Hà Nội hay người dân Việt Nam rất đỗi bình thường như bạn và tôi. Chúng ta thực sự cần chung tay để đảm bảo rằng đây là lúc chúng ta có thể hạn chế tối đa đồ nhựa dùng một lần. Triển lãm là một trong chuỗi các hoạt động của chiến dịch truyền thông chung tay giảm thiểu chất thải nhựa trong khuôn khổ dự án Suy nghĩ lại về nhựa, giải pháp kinh tế tuần hoàn cho rác thải biển do Liên minh châu Âu, Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức tài trợ thông qua Cơ quan Hợp tác Đức và Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quốc tế Pháp triển khai. Triển lãm mở cửa đến hết ngày 15 tháng 3.